Hello mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau vẽ một cô gái mang một chiếc đầm màu đỏ rất là cute nhé. Đầu tiên sẽ vẽ khuôn mặt. Mọi người nhớ xoay giấy để đúng thế tay vẽ nó sẽ ok hơn nha. Đó, đây là khuôn mặt của cô gái. Đây có một cái phần tóc. Chúng ta sẽ vẽ tóc. Đây là cái cô gái có một cái kiểu tóc là hơi hơi che nửa bên mặt một xíu nha mọi người. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đôi mắt. Vẽ hai lông mi này. Đến đôi mắt thứ hai. Mắt thứ hai thì hơi che vào tóc một tí xíu thôi. Xong rồi miệng cười đấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái phần áo đầm. Cô gái này sẽ mặc một cái đầm giống như thế này. Đấy. Đó. Cái đầm này có một cái hình trái tim ở ngay đây, có hai cái túi hai bên để đựng một cái gì đó rất là tiện luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái tay. Bên này chúng ta cũng vẽ y chang luôn. Xong hai cái tay thì đến sẽ vẽ cái phần tóc này luôn. Hoàn thiện cái phần tóc luôn nha mọi người. Tóc dài. Wow, tóc rất dài luôn. Mở hai đôi chân nữa là xong. Một nè, hai nè. Đó, cô bé là đang mang một cái đôi giống như là một đôi ủng vậy mọi người. Thêm một tí họa tiết cỏ cây. Đây là cái họa tiết ở trên đôi ủng. Sao bây giờ chúng ta sẽ vẽ lấy đầu bự để mà vẽ một cái chân mày. Sau đó tô đôi mắt.
Mọi người tôi đừng để nó lan ra ngoài. Rồi sau đó mọi người, như vậy chúng ta đã vẽ xong mọi người, và mọi người tô màu như thế này nhé.